nhà đất Hằng đi. Chuyên bán nhà phố quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị khách hàng thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp, thì trong buổi chiều ngày hôm nay, Hằng đi giới thiệu khách hàng mình một căn nhà phố với lợi thế diện tích chiều ngang 5m5, tọa lạc tại trung tâm quận Phú Nhuận thuộc phường 5 nha cả nhà. Và cùng em tham quan đoạn đường đi vào bên trong ngôi nhà nè. Đó, nhà mình ngay góc chợ cây quéo nha cả nhà, thuộc trục đường Hoàng Hoa Thám, phường 5 quận Phú Nhuận. Tuy là địa chỉ của mình là quận Phú Nhuận nhưng mà mình nằm giáp ranh với quận Bình Thạnh luôn. Ngay đoạn Hoàng Hoa Thám mình giao với đường Nguyễn Thượng Hiền, đường Nguyễn Văn Đậu. Tại đây thì di chuyển về hướng chợ Bà Chiểu, cầu Bông, trung tâm quận 1, quận 3 chỉ 5 đến 7 phút di chuyển. Và cách sân bay Tân Sơn Nhất chỉ 7 đến 10 phút thôi nha. Nhà mình với vị trí thì sát bên chợ. Gia đình mình á có đi chợ mua đồ gì đó rất là thuận tiện luôn. Và trong bán kính 300m có đầy đủ chợ, siêu thị, trường học, bệnh viện luôn nha cả nhà. Và cùng Hằng Ni bắt đầu di chuyển bên trong ngôi nhà để tham quan nè. Và ngôi nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu với lợi thế diện tích chiều ngang là 5m5. Nhà mình với kích cấu chuẩn là một trệt hai lầu, ban công sân thượng bên trên nha. Tọa lạc ngay căn góc hai mặt tiền đường, cho nên được gia chủ mình có chỗ ở cửa sổ ban công ra bên ngoài vô cùng thông thoáng luôn. Phía trước thì mình có sân nhẹ nhẹ, có thể là trồng cây, trồng hoa nè cả nhà. Đậu được 3 chiếc xe máy tương đối thoải mái luôn á. Đó, cửa sổ bao bọc xung quanh luôn. Bên trên thì có thêm ban công, sân thượng, khu vực trồng cây, trồng hoa. Nhà mình có hai lối cửa ra vào, lối cửa chính phía trước và lối cửa bên hông nha. Lối cửa chính này thì thuộc hướng chính là hướng Đông Bắc. Còn lối cửa này thuộc hướng chính hướng Tây Bắc, phù hợp khách hàng mình cứ mời là Tây Tứ Trạch. Ngôi nhà thì với diện tích chiều ngang là 5m5, chiều sâu vào là 8m2. Công năng sử dụng bên trong nhà rơm, phòng khách, phòng bếp, khu vực bên trên gồm 4 phòng ngủ. Trong đó mình có ban công, sân thượng, khu vực trồng cây, trồng hoa đầy đủ luôn. Nhà tọa lạc tại một con hẻm hiện hữu rộng 2m5 nha cả nhà. 2m5 rừng 3m, cách hẻm xe hơi chỉ 15m di chuyển thôi. Cùng Hằng Ni chúng ta tham quan nè. Nhìn ra trục hẻm phía trước ngay khu nhà dân cư ở hiện hữu hết trời, tương đối an ninh luôn á. Đó, hẻm ngoài này thì rộng hơn nha cả nhà. Sát bên hẻm xe hơi luôn, đi bộ chỉ đâu đó khoảng 15m thôi. Ngay khoảng không gian khu vực tầng trệt, được gia chủ mình ốp gạch cao phun trần luôn nè, rất là sạch sẽ và dễ lau chùi luôn á. Mình có lối cửa chính để di chuyển vào và thêm một lối cửa sổ nữa, mở cửa ra thông khí không thoáng lắm. Bên trên thì có chỗ ban công, ô cửa sổ lớn, nhà tương đối mát mẻ luôn cả nhà. Và phía trước thì mình có một khoảng sân nè, khu vực trồng cây, trồng hoa. Nhà mình được gia chủ trang bị gồm một lớp cửa nhôm sim pha kèm kính cường lực 10 ly. Cả nhà mình có nhu cầu thì Hằng Ni sẽ nói gia chủ mình làm thêm một lớp cửa sắt hoặc là một lớp cửa cuốn để kiên cố chắc chắn hơn nha cả nhà. Đó, không gian khu vực tầng trệt, một ngôi nhà với lợi thế diện tích chiều ngang là 5m5. Nhà mình rộng lắm luôn. Và trước khi di chuyển vào bên trong để tham quan, cùng em chúng ta ngắm nhìn lại một lần nữa nha. Mình có trồng cây, trồng hoa, bồn hoa đầy đủ luôn á cả nhà. Rèm màn cửa hai lớp đầy đủ hết rồi. Khoảng không gian khu vực tầng trệt được gia chủ thiết kế làm mà phòng khách liên thông với phòng bếp bên trong. Có sofa, bàn trà, tranh treo tường hai phía bên thành tường của mình. Được gia chủ mình sơn nước sơn tường màu trắng, pha thêm một chút điểm nhấn lung linh lắm luôn á. Đó, thang bộ được gia chủ thiết kế nằm ở giữa ngôi nhà. Vị trí chân cầu thang của mình trồng cây trồng hoa nè cả nhà. Tận dụng tối đa không gian luôn nha. Và từ góc này mình nhìn ra đối diện nè. Lối cửa hậu đi di chuyển ra bên ngoài được gia chủ mình trang bị là lớp cửa sim pha luôn á. Và di chuyển vào bên trong thì không gian khu vực phòng bếp, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, trong đó mình có bồn rửa, bộ bàn ăn 4 ghế nè cả nhà. Bên trên thì mình có đèn chùm nha, đèn led âm trần. Thang bộ được gia chủ mình ốp đá hoa cương, tay vịn bằng trụ gỗ kết hợp với lan can bằng sắt nè cả nhà. Và bồ rường sôi được gia chủ thiết kế nằm ở phía bên ngoài. Đó, rường đó chúng ta bật tắt đèn được luôn nha. Gạch thì ốp cao phun trần luôn rồi. Và đặc biệt đó là nhà mình tận dụng tối đa không gian luôn nè. Phía bên trên không gian khu vực toilet của mình đó, được gia chủ thiết kế làm tủ kho để đồ lặt vặt cũng rất là thuận tiện luôn. Mình sẽ có toilet sử dụng tại đây. Bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen đứng, gạch ốp phun trần, giá treo đồ đầy đủ hết luôn nha cả nhà. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm nhìn một lần nữa, em bắt đầu di chuyển đến không gian khu vực tầng tiếp theo để chúng ta cùng tham quan. Ngôi nhà này gia chủ đang rao bán với mức giá là 5 tỷ 900 triệu đồng, giá còn bớt với thêm mình thiện chí mua nhanh nữa. Đó, cùng em chúng ta ngắm nhìn một lần nữa không gian khu vực bếp nè cả nhà. Được gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ an cường,
có chống mới mọt, chống ẩm, bao quanh cuối thêm mình trong thời gian sử dụng. Cái chất liệu này là mình sử dụng chất liệu bằng kính á, có đèn led chiếu sáng đầy đủ luôn nha. Và em bắt đầu di chuyển đến không gian khu vực tầng tiếp theo để chúng ta cùng tham quan ngôi nhà. Quá trời nét luôn nè cả nhà, đèn led chiếu sáng, rồi trần chìm giật góc, đèn chùm. Không gian khu vực lầu phía trên được gia chủ thiết kế gồm 4 phòng ngủ, một căn nhà tọa lạc tại trục đường Hoàng Hoa Thám, sát bên chợ Cây Quéo. Tại đây thì mình di chuyển về trung tâm quận 1, chợ Bà Chiểu chỉ 5 phút thôi nha. Hoặc là về cầu Bông cái hướng quận 1, quận 3 cả nhà. Em đang có mặt tại không gian khu vực lầu 1, được gia chủ thiết kế gồm 2 phòng ngủ, phòng phía trước và phòng phía sau. Đó, phòng này, phòng ngủ đầu tiên, được gia chủ thiết kế hoàn thiện rồi. Nhà mình ngay căn góc hai mặt tiền đường cho nên phòng nào cũng có ô cửa sổ chỗ cái bên ngoài hết. Mình có giường ngủ nè, hệ tủ đắp đầu giường, rèm màn cửa hai lớp. Đó, tủ quần áo nha, có đèn led chiếu sáng bên trong luôn. Che cấp ống đồng máy lạnh đầy đủ hết rồi. Và phòng ngủ thứ hai nè cả nhà, nằm ở phía trước nha. Sẽ có ban công ô cửa sổ lớn chỗ cái bên ngoài luôn á. Thông thoáng mát mẻ lắm. Một cửa sổ, một ban công, rồi thêm một cửa sổ, nó rèm màn cửa đầy đủ hết luôn. Đây, đó, ngay khu nhà dân cư ở hiện hữu hết rồi. Tương đối an ninh luôn nha. Ban công phía trước thì chỗ ra khoảng chừng 8 tấc đó cả nhà. Có trồng cây, trồng hoa nhẹ nhẹ, ngay khu nhà dân cư ở hiện hữu rồi. Đó, chúng ta có giường ngủ nè, tủ quần áo, tranh treo tường, đầy đủ hết luôn. Nhà này thông thoáng mát mẻ lắm. Hẻm này thì hẻm thông nha cả nhà, hẻm thông ra đường Hoàng Hoa Thám á. Đó, máy lạnh sử dụng riêng cho mỗi phòng luôn. Và hai phòng như vậy mình sẽ sử dụng chung một toilet. Trong nhà vệ sinh thì đầy đủ các trang thiết bị rồi, bồn vệ sinh, lavabo đun sôi nè, vòi tắm hoa sen đứng, bệt ốp phun trần, giá treo đồ đầy đủ luôn á cả nhà. Tông là màu xám đó. Và cùng em chúng ta tiếp tục di chuyển không gian khu vực tầng tiếp theo để tham quan ngôi nhà nha. Ngay phía khu vực bức tường, hành lang, cầu thang của mình được gia chủ mình có gắn đèn để chiếu sáng á cả nhà. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này hãy alo cho Hằng Ly với số hotline hiển thị bên trên góc trái của màn hình. Hoặc có là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, rồi Vấp, quận Tân Bình. Và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hãy alo cho em nha. Em hỗ trợ khách hàng mình tìm đúng nhu cầu mình đang cần. Không gian khu vực lầu thứ hai thì gia chủ thiết kế tiếp tục là hai phòng ngủ, giống y chang từ bên dưới luôn. Nhưng mà cả nhà mình để ý nè, mình thác cái vị trí cửa sổ thôi. Bên dưới thì cửa sổ nằm phía bên tay trái, cái ô cửa nhỏ nhỏ này thì bên đây. Lên đây mình đổi ngược lại á cả nhà. Đó, càng lên cao thì view càng thông thoáng luôn nè. Đây, bên dưới thì căn góc á, cho nên mình còn khoảng sân nhẹ nhẹ đó, có thể đậu xe máy cũng rất là thoải mái luôn nha. Giường ngủ rồi à, tủ quần áo, hệ tủ đắp đầu giường, tranh treo tường. Và phòng ngủ thứ hai nè cả nhà. Phòng ngủ thứ hai thì của lầu 2. Hằng Ly quay phòng này tiếp tục là 4 phòng ngủ rồi. Cả nhà mình quan tâm ngôi nhà này hãy nhớ alo cho em nha. Hoặc có là bấm vào kênh YouTube Hành Đất Hằng Ly để chọn ngay một căn nhà ưng ý nhất với giá bán hợp lý nhất tại các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đó, cùng em chúng ta ngắm như là một lần nữa. Trang ga gói niệm, giường ngủ rồi à, trang bị nội thất cơ bản tương đối đầy đủ rồi. Chúng ta mua về, đưa thêm một số đồ, một số trang thiết bị vào, mình an cư sinh sống thôi. Em tiếp tục di chuyển đến không gian khu vực sân thượng để chúng ta cùng tham quan nè cả nhà. Bên trên thì sử dụng chất liệu là bằng nhôm sinh pha rồi kính cường lực. Ban ngày thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên cho không gian sân thượng luôn á. Đó, ngôi nhà này gia chủ đang rao bán với mức giá là 5.900.000.000 nha cả nhà. Giá còn bớt với thêm mình thiện chí mua nhanh nữa. Không gian khu vực sân thượng thì quá là rộng luôn nè. Lên đây mình nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê, mình để thêm bàn trà, ghế ngồi, gia đình mình quay quần bên nhau, tổ chức tiệc nướng BBQ nha. Có bồn nơi đặt bồn nước nè, rồi mình gắn máy lạnh thì mình để cục nóng máy lạnh bên trên này. Thì coi thiết kế lại làm sân vườn trồng cây trồng hoa. View thì vô cùng thông thoáng mát mẻ luôn đó cả nhà, không có bị trắng view đâu. Và video của Hằng Ly đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ly xin trân trọng cảm ơn quý thính mình rất là nhiều luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho Hằng Ly một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Trước khi kết thúc video, Hằng Ly xin gửi lời cảm ơn rất là chân thành của quý thính mình, các cô chú anh chị luôn đón xem và ủng hộ cho em. Em xin kính chúc gia đình mình
luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc nha cả nhà. Tay bên trên này nè, đèn này là đèn năng lượng mặt trời á. Đó, cho nên nó là buổi tối sẽ tự động sáng lên. Và Hằng Ni xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.